tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong bản tin sáng ngày 15 tháng 7 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên cho nhóm trẻ tuổi nhất. Số ca nhập viện vì COVID-19 tăng vọt ở tỉnh Ontario, còn biến thể phụ BA.5 của Omicron đã trỗi dậy ở tỉnh Quebec. Đồng đô Canada giảm giá trị xuống mức thấp nhất trong 20 tháng. Những email từ chính phủ để đòi tiền CERB không phải là lừa đảo. Xin quý vị hãy nhìn kỹ. Chính phủ tỉnh BC đang xem xét đưa ra các khoản hỗ trợ lạm phát cho người dân. Hai người nhập viện sau khi sàn đậu xe trên sân thượng sập xuống văn phòng ở East Vancouver. Đối mặt với khoản phạt 50.000 đô la sau khi bị khiếu nại vì mất một miếng ván trên mái nhà. Nga tấn công bằng tên lửa khiến 23 người Ukraine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Thủ tướng Ý thông báo từ chức. Người vợ đầu tiên của cựu tổng thống Donald Trump qua đời ở tuổi 73 tàu lượn siêu tốc ở Đan Mạch gặp trục trặc khiến bé gái 14 tuổi tử vong. Ông Bill Gates quyên góp 20 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn cái mà ông gọi là đau khổ đáng kể. Và trong phần tin chi tiết sẽ có thêm nhiều bản tin đáng chú ý khác, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. chính phủ liên bang chuyển 2 tỷ đô la tiền tài trợ y tế và các khoản tài trợ khác cho các tỉnh. Bộ trưởng Tài chánh Christia Freeland cho biết các tỉnh, vùng lãnh thổ và thành phố đã nhận được hơn 2,85 tỷ đô la tiền tài trợ mà chính phủ đã hứa trong nhiều tháng trước cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hệ thống vận chuyển và hệ thống thông gió trong lớp học. Phần lớn trong khoản tiền tài trợ đó là dành cho y tế, gồm 2 tỷ đô la mà chính phủ liên bang đã cam kết cho các chính quyền cấp tỉnh và các vùng lãnh thổ vào hồi tháng 3, chủ yếu là để giải quyết các ca phẫu thuật còn tồn động. Việc chuyển giao hôm thứ Năm thực hiện lời hứa bầu cử của đảng tự do sẽ cung cấp cho các tỉnh bang và vùng lãnh thổ thêm 100 triệu đô la để cải thiện chất lượng không khí trong lớp học. Lời hứa cũng bao gồm 750 triệu đô la mà chính phủ liên bang đã cam kết hồi tháng 2 là sẽ tài trợ cho các chính quyền của các thành phố để giúp trang trải cho hệ thống giao thông công cộng đang bị thất thu do hậu quả của COVID-19. Ngoài ra tại các bệnh viện thì danh sách chờ đợi cho hầu hết các phẫu thuật đã tăng vọt trong đại dịch COVID-19, vì các bệnh viện đã phải hoãn các ca phẫu thuật không khẩn cấp do phải đối phó với số lượng lớn bệnh nhân COVID-19. Các thủ hiến nói rằng những khoản bổ sung một lần này không đủ để sửa chữa những thiệt hại mà đại dịch đã gây ra cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ và họ muốn chính phủ liên bang tăng tỷ lệ tài trợ y tế thường xuyên hơn lần đầu tiên bộ y tế Canada phê duyệt vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ nhỏ nhất bộ y tế Canada đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ sơ sinh và trẻ mẫu giáo trong độ tuổi từ 6 tháng cho tới 5 năm tuổi. Và mũi tiêm của Moderna đã trở thành loại vắc xin COVID đầu tiên được phép sử dụng cho nhóm tuổi này ở Canada. Liều tiêm Moderna Spivax được phê duyệt cho nhóm tuổi này sẽ được cung cấp cho trẻ dưới dạng 2 mũi, mỗi mũi bằng 1 phần tư liều của người lớn. Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêm chủng, gọi tắt là NACI, khuyến cáo một liệu trình chính tiêm chủng gồm 2 liều Mỗi liều 25 microgram nên được cung cấp cho trẻ từ 6 tháng cho tới 5 tuổi. Các trẻ ở độ tuổi này thường bị suy giảm miễn dịch từ trung bình cho đến nghiêm trọng. Nasi khuyến cáo nên tiêm một loạt 3 liều với khoảng cách giữa các liều từ 4 cho tới 8 tuần. Không nên tiêm vaccine Moderna cho, cho trẻ cùng ngày với bất kỳ mũi tiêm nào khác. Và nói thêm rằng, vaccine COVID-19 nên được tiêm 14 ngày trước hoặc là sau khi bất kỳ mũi tiêm chủng nào khác. Tác dụng phụ thường gặp nhất sau khi tiêm chủng là trẻ khó chịu hoặc là quấy khóc, cũng như cảm thấy đau tại vết tim và buồn ngủ. Ngoài ra, các tác dụng phụ khác bao gồm bị sốt, cảm thấy buồn nôn hoặc là nôn, xuất hiện hạch bạch huyết dưới cánh tay và đau đầu. Những phản ứng đó thường nhẹ hoặc là trung bình và sẽ hết trong vài ngày. Số ca nhập viện vì COVID tăng vọt ở Ontario và biến thể phụ BA.5 Omicron trỗi dậy ở tỉnh bang Quebec. Hiện nay, thì số người nhiễm COVID-19 phải nhập viện đang tăng cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuối tháng 5, khi một làn sóng đại dịch mới do biến thể phụ BA.5 có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế công bố vào chiều ngày thứ Năm cho thấy, hiện nay có 985 người nhập viện vì biến chủng mới của coronavirus gây ra, tăng hơn 38% so với thời điểm này vào tuần trước dù là không tăng nhanh bằng nhưng mà số lượng bệnh nhân cần được chăm sóc trong ICU cũng tăng lên theo tuần, tăng từ 110 ca lên 118 ca. Trong khi đó, làn sóng thứ 7 của khi bác cũng đang tăng tốc dần vì biến thể phụ mới nhất của Omicron BA.5 chiếm khoảng 43% các trường hợp coronavirus mới. Các chuyên gia cũng dự kiến là sẽ có thêm nhiều ca nhập viện trong vài tuần tới. Tuy nhiên, ngay cả khi các bệnh viện trở nên đông đúc hơn với bệnh nhân COVID-19 thì tình hình vẫn chưa nghiêm trọng vì khoảng một nửa số người nhập viện thường là vì một bệnh khác nhưng sau đó mới phát hiện thêm là họ cũng bị nhiễm COVID-19. Hiện tại thì Quebec không có kế hoạch khôi phục bất kỳ hạn chế nào liên quan tới sức khỏe cộng đồng. Một trường hợp nữ đầu tiên được xác nhận mắc bệnh đồng mùa khỉ Cơ quan Y tế Công cộng Ontario cho biết họ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên bị bệnh động mùa khỉ ở một người phụ nữ. Cơ quan này cho biết đã có 156 trường hợp được xác nhận mắc bệnh trong tỉnh. Tính đến ngày 11 tháng 7, tất cả đều là nam giới trừ trường hợp mới ghi nhận bên trên. Độ tuổi trung bình của các trường hợp được xác nhận chủ yếu được báo cáo ở Toronto là 37. Hầu hết các trường hợp là ở nam giới, báo cáo có tiếp xúc thân mật với nam giới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bị bệnh động mùa khỉ. Đồng đô la Canada giảm giá trị xuống mức thấp nhất trong 20 tháng. Đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 24 năm của Ngân hàng Trung ương Canada đã khiến đồng Luni của Canada giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng. Do các nhà đầu tư lo ngại rằng, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ đưa ra quyết định tăng một điểm lãi suất trong hai tuần nữa. Đồng đô Canada đã giảm xuống mức thấp 75,62 cent Mỹ vào đầu phiên giao dịch là mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2020 và giảm gần 1,5 cent so với mức 77,07 cent Mỹ vào thứ Tư. Chuyên gia quản lý rủi ro là Eric Brecker cho biết, khả năng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất thêm một điểm phần trăm đã tăng lên 90%, sau khi ngân hàng Canada đã tăng một điểm phần trăm. Ông Brecker cho biết đồng Looney đang ở một ngã rẽ quan trọng. Nó có thể tăng từ mức thấp hiện tại hoặc là tiếp tục giảm hơn nữa bởi vì thực ra cũng không có yếu tố nào để có thể ngăn cản nó tiếp tục giảm. Đồng đô Canada đã phục hồi một chút vào thứ Năm lên 76,29 cent đô la Mỹ trong phiên giao dịch buổi chiều, sau khi thống đốc Fed Christopher Waller cho biết thị trường đang hơi vội vàng. Giám đốc chiến lược tiền tệ của Scotiabank là Sean Osborne cho biết tâm lý ngại rủi ro đã kéo đồng đô la Canada xuống mức thấp hơn sau động thái táo bạo của Ngân hàng Trung ương Canada. Sự suy yếu sớm của đồng đô la Canada đi kèm với giá trị dầu thô tháng 8 giảm xuống mức thấp là 90,56 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Sau đó nó đã tăng lên 96,72 đô la Mỹ. Nếu quý vị đã nhận những email từ chính phủ để đòi lại tiền CEOB, đây không phải là lừa đảo, quý vị xin hãy đọc kỹ. Những email yêu cầu trả lại các khoản tiền CEOB không phải là lừa đảo khi kiểm tra email từ service canada có thể người nhận sẽ thấy một vài điều bất thường khi đọc lá thư yêu cầu trả lại khoản tiền cerb logo của chính phủ trông lạ hoặc là đã bị hỏng văn bản có màu xám thay vì màu đen thường được sử dụng trong các thư từ chính thức của chính phủ một số được viết bằng tiếng pháp trước tiên sau đó là tiếng anh và điều này có vẻ khác thường đối với nhiều người nội dung của email có thể bao gồm dòng you were paid more benefits than the amount for first you were eligible. Tức là bạn đã được trả nhiều quyền lợi hơn là số tiền đầu tiên mà bạn đủ điều kiện. Trong đó cũng bao gồm một đường link và một số điện thoại, bắt đầu từ 1800. Nhiều người đã ngay lập tức bỏ qua các email này vì nghĩ rằng đây cũng chỉ là một email lừa đảo mà họ hay thấy. Sau khi nhiều người bắt đầu bàn tán về những email này trên mạng hoặc báo cáo chúng cho cơ quan giám sát gian lận quốc gia, chính phủ đã lên tiếng để đính chính rằng những email này không phải là lừa đảo và những người nhận được chúng cần phải trả lại tiền. Cơ quan này đã sử dụng địa chỉ email được đề cập là ei-ae.servicecanada.gc.ca để liên hệ với mọi người về bảo hiểm việc làm và các trợ cấp khẩn cấp. Họ đã gửi 26,2 triệu email từ địa chỉ đó kể từ tháng 3 năm 2020, bao gồm các email về Phúc lợi ứng phó khẩn cấp Canada CERB trị giá 2.000 đô la mỗi tháng. Một số email nói rằng người nhận phải hoàn trả lại một phần CERB của họ nhưng không nêu rõ là bao nhiêu. Người nhận được yêu cầu gọi đến số 1800 hoặc nhấp vào liên kết trong vòng 30 ngày để chia sẻ thông tin mà họ nghĩ rằng có thể sửa đổi quyết định của chính phủ và ảnh hưởng đến số tiền nợ. Sau đó email cho biết họ sẽ nhận được một bức thư qua đường bưu điện nêu chi tiết về khoản nợ của họ và cách trả nợ. Cơ quan này cho biết mọi người có thể xác minh các email đó bằng cách gọi tới số 1 622 6232 Các chuyến bay của WestJet bị hoãn do hệ thống ngưng hoạt động vì tàu bị trật đường dây. Sự cố gián đoạn trong một hệ thống viễn thông đã khiến cho các chuyến bay của WestJet ở Canada và nước ngoài bị khoảng vào sáng ngày thứ Năm. Nhưng mà nguồn gốc của sự cố được cho là do các tuyến cáp quang bị hư hỏng trong một vụ xe lửa trật đường ray ở gần Bassano. Các quan chức của hãng hàng không có trụ sở tại Calgary đã xác nhận rằng hệ thống NAV Canada ngừng hoạt động đã được khôi phục, nhưng kể từ 10 giờ sáng, thì vấn đề làm thủ tục hành lý vẫn tiếp diễn ở Calgary, Ottawa, Saskatoon và Halifax. Trước đó, thì sân bay Pearson ở Toronto cũng đã gặp một số vấn đề với các chuyến bay WestJet do sự cố này. Vào lúc 11 giờ 45 phút sáng, thì WestJet cho biết dịch vụ làm thủ tục trên toàn quốc đã được khôi phục. Hãng hàng không lưu ý, khu vực thủ tục hành lý tự phục vụ vẫn còn gặp vấn đề tại một số sân bay, nhưng mà không bao gồm Pearson. Quebec không cần yêu cầu siêu âm để tiếp cận thuốc phá thai. Quebec sẽ không cần yêu cầu những người muốn phá thai và siêu âm trước khi tiếp cận với thuốc phá thai, Hiệp hội các bác sĩ của tỉnh bang đã công bố hôm thứ Năm. Một tuyên bố của Hiệp hội bác sĩ Quebec cho biết, cho đến nay, luật yêu cầu phải siêu âm vùng chậu để bảo đảm tuổi của thai và vị trí của thai trước khi bác sĩ có thể kê đơn thuốc. Yêu cầu này đã chính thức được dỡ bỏ kể từ ngày thứ Năm Ngoài ra thì các bác sĩ Quebec cũng không cần phải trải qua các khóa đào tạo cụ thể về thuốc nếu mà họ không quen với việc phá thai. Theo luật mới thì các bác sĩ bây giờ sẽ được hướng dẫn sử dụng các chỉ dẫn khuyến nghị và tự đánh giá lâm sàng. Chính phủ của tỉnh BC xem xét đưa ra các khoản hỗ trợ lạm phát cho người dân. Thủ hiến tỉnh PC John Hogan cho biết tỉnh đang xem xét việc cung cấp tiền cho người dân thông qua tín dụng thuế khí hậu và cũng đang tìm kiếm một khoản hoang tiền cụ thể để đối phó với lạm phát. Điều này xảy ra khi mà Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất cơ bản lên 2,5% vào ngày thứ Tư. Thủ hiến cho biết trong mùa đại dịch COVID thì chúng tôi đã có thể nhanh chóng chuyển tiền đến tay của mọi người và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều này một lần nữa. Nhưng mà xây dựng các chương trình này là một nhiệm vụ rất to lớn, vốn không có các chương trình dành cho lạm phát, nên chúng tôi cần thời gian để tạo ra chương trình này từ đầu. Các mặt hàng tạp hóa trung bình đã tăng 8,8% trong tháng 5 so với một năm trước ở Canada. Thủ hiến Hawking cho biết thêm, các tài xế vẫn đang trong quá trình nhận khoản giảm giá 110 đô la một lần thông qua ICBC để giúp bù đắp giá xăng. Hai người nhập viện sau khi sàn đậu xe trên sân thượng sập xuống văn phòng ở East Vancouver. Hai người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một phần của sàn đậu xe trên sân thượng bị sập xuống không gian văn phòng bên dưới ở East Vancouver vào chiều thứ Năm. Theo Dịch vụ Y tế Khẩn cấp tỉnh BC, các nhân viên y tế đã tới hiện trường tại 3434 Lougheed Highway lúc 1:08 giờ 08 chiều theo múi giờ địa phương bốn xe cấp cứu đã tới và hai bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện. Tính đến 3 giờ 15 chiều, đội cứu trợ vẫn hoạt động, hiện vẫn chưa biết liệu có ai bị mắc kẹt ở bên trong văn phòng hay không. Vụ sập xảy ra khi một máy xúc lực đang làm việc trên mái nhà và các thiết bị nặng rơi theo mái nhà. Đến 4 giờ 30 chiều, các kỹ sư đang đánh giá độ ổn định của tòa nhà để xác định xem liệu có an toàn để bắt đầu loại bỏ các mảnh vỡ và tìm kiếm bên trong hay không lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm và cứu nạn đô thị hạng nặng cũng đang tích trực tại hiện trường. Khu vực bị sập có kích thước là khoảng 9 x 12 m Đám đông lớn, những con đường bị đóng và an ninh nghiêm ngặt dự kiến cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến tỉnh Alberta. Những người tổ chức chuyến thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng tới tỉnh Alberta đang yêu cầu mọi người đến sớm tham dự các sự kiện để những người bản địa sống sót trong trường học nội trú cũ và những người lớn tuổi có thể tham gia một cách trang trọng hàng ngàn người dự kiến sẽ đổ về khu vực Edmonton nơi đức Francis sẽ gặp gỡ những học sinh đã sống sót trong trường học nội trú cũ tham dự thánh lễ và tham gia một cuộc hành hương các nhà tổ chức nói rằng sự hợp tác từ cộng đồng là rất cần thiết và sẽ có nhiều con đường bị đóng cấm đổ xe tại một số sự kiện và không cấm trại qua đêm bên ngoài không gian sự kiện dịch vụ vận chuyển miễn phí cũng đang được cung cấp vào ngày diễn ra thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại sân vận động Commonwealth, nơi có khoảng 64.000 người tham dự. Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm một địa điểm cũ của một trường nội trú ở Massachusetts, phía nam Edmonton. Các sự kiện sẽ trang trọng và xúc động trong chuyến thăm Canada của Đức Giáo Hoàng từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, bao gồm các điểm dừng ở khu vực thành phố Quebec và Iqaluit. một người phụ nữ đối mặt với khoản phạt 50.000 đô la sau khi bị khiếu nại vì mất một miếng ván trên mái nhà. Một phụ nữ ở Ottawa đã được thành phố giao lệnh sửa một tấm ván lợp trên mái nhà của cô hoặc sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt là 50.000 đô la. Cô cho rằng đây là một cách xử lý vấn đề nặng tay và không công bằng. Ngôi nhà của cô Heather Bocase ở Vanier bị mất tấm lợp trong trận bão quét qua hồi tháng 5 cô cảm thấy khó hiểu vì trong khu phố của cô có nhiều ngôi nhà bị bão tàn phá nặng nề hơn nhưng không bị nộp phạt roger chapman người đứng đầu bộ phận dịch vụ pháp luật của ottawa đã từ chối một cuộc phỏng vấn nhưng đã thông báo trong một email rằng việc đa dọa phạt nặng là cần thiết vì chủ nhà đã không sẵn sàng làm việc với viên chức luật pháp cô borkhees nói điều đó là không chính xác và cô thậm chí còn không ở đó khi sĩ quan tới vì cô đang cho một gia đình nhập cư từ afghanistan thuê nhà những hư hỏng nhỏ trên mái nhà kể từ khi được sửa chữa chỉ có thể được nhìn thấy từ nhà của một người hàng xóm người hàng xóm này nổi tiếng ở khu phố này vì hay khiếu nại với cơ quan luật pháp Ottawa cô Bortkay nói rằng tình huống này khiến cô cảm thấy như đang sống ở nước Nga thời cộng sản khi cô bị hàng xóm theo dõi rồi báo cáo chủ của một chiếc xe đắt tiền ở vùng gió bị cướp trước họng súng Cảnh sát ở Vaughn đang truy lùng hai nghi phạm sau khi họ đã dùng súng để đe dọa và cướp xe một người khác vào hôm thứ Tư. Theo một bản tin phát đi hôm thứ Năm cho biết, vụ việc đã xảy ra vào lúc 9 giờ 55 phút tối ở khu vực Major Mackenzie Drive West và Thomas Cook Avenue. Vào thời điểm đó, thì cảnh sát cho biết nạn nhân đang lái chiếc Mercedes E300 năm 2017 màu trắng trên Thomas Cook Avenue thì dừng lại để rẽ vào Major Mackenzie. Lúc đó thì một chiếc SUV màu tối đã tấp vào bên cạnh chiếc xe này và một nghi phạm người có vẻ đang cầm súng gần phải thắt lưng rời khỏi xe để tới chỗ của tài xế. Cảnh sát cho hay nghi phạm đã yêu cầu nạn nhân ra khỏi xe và anh ta đã làm theo. Nghi phạm được cho là đã bỏ trốn bằng xe của nạn nhân và nghi phạm thứ hai là lái xe chạy theo phía sau. Trong tháng 5, đã có 195 người dân PC chết vì thuốc ma túy bất hợp pháp, là một con số kỷ lục mới trong tháng. Ít nhất đã có 195 người chết do sử dụng ma túy bất hợp pháp quá liều ở tỉnh PC vào tháng 5, con số người chết cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 5, theo thống kê mới nhất được công bố hôm thứ Năm. Trong khoảng thời gian 5 tháng từ tháng 1 cho tới tháng 5 đã có 940 người mất mạng vì sử dụng ma túy quá liều trung bình là hơn 6 người mỗi ngày. Con số này khiến cho PC đang trên đà tiến tới chạm mốc số người chết kỷ lục hồi năm ngoái là 2.265 người tử vong vì dùng ma túy. Fentanyl được phát hiện trong hầu hết các trường hợp tử vong vào tháng 5 và khoảng 1 phần 3 liên quan tới một chất ma túy khác là benzodiazepine các quan chức của tỉnh pc cho biết họ đang cố gắng để ngăn chặn các trường hợp tử vong bằng cách xây dựng các cơ sở điều trị nghiện và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn cung cấp ma túy an toàn tỉnh cũng nhắc tới xuống miễn trừ của liên bang để phi hình sự hóa việc sở hữu một lượng nhỏ ma túy bất hợp pháp bắt đầu từ năm tới tuy nhiên các nhóm sử dụng ma túy nói rằng việc phi hình sự hóa sẽ không làm được gì nhiều để ngăn chặn các ca tử vong tiếp diễn và việc tập trung vào các chứng nghiện là không đủ để đối phó với cuộc khủng hoảng họ đang yêu cầu mở rộng nhanh chóng các nguồn cung cấp an toàn và các biện pháp cứu sống chẳng hạn như các địa điểm chống quá liều hai người đàn ông tử vong sau vụ rơi máy bay nhỏ ở miền trung alberta hai người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ bị rơi ở miền trung của alberta theo rcmp cho biết một phát ngôn viên của cảnh sát hôm thứ Tư nói rằng RCMP Disbury đã được gọi đến hiện trường ở gần Township Row 312 và Range Row 285 lúc 4 giờ 51 phút chiều. Họ cho biết các nạn nhân bao gồm một người đàn ông 69 tuổi và một người đàn ông khác 65 tuổi. Cảnh sát cho biết không có ai khác được báo cáo là có mặt trên máy bay. Ban an toàn giao thông của Canada thuyết vào tối thứ tư rằng họ đang triển khai một nhóm điều tra sau một vụ tai nạn liên quan tới một máy bay siêu nhẹ gần Disbury. Dữ liệu về điều tra dân số mới nhất cho thấy sự đa dạng về giới tính của tỉnh Alberta giữa các cặp vợ chồng. Tỉnh Alberta lần đầu tiên có thể tìm hiểu về sự đa dạng giới tính giữa các cặp vợ chồng và cha mẹ sau khi công bố dữ liệu điều tra dân số mới nhất Thống kê Canada đã công bố thêm dữ liệu điều tra dân số năm 2021, lần này về gia đình, hộ gia đình và tình trạng hôn nhân, thu nhập và kinh nghiệm quân sự của Canada. Cuộc điều tra dân số năm 2021 là cuộc điều tra đầu tiên đưa ra câu hỏi phân biệt giới tính khi sinh của một người với giới tính hiện tại của họ. Do đó, StatCan có thể xác định số lượng các cặp vợ chồng kết hôn khác giới và đồng giới, hoặc là các cặp đôi thông luật tức là common law cũng như những cặp vợ chồng có ít nhất một người là người chuyển giới và hoặc là không thuộc hai giới tính nam và nữ. Dữ liệu cho thấy, phần lớn các cặp vợ chồng ở tỉnh Alberta, gần 99% là giữa nam và nữ, hơn một nửa trong số các cặp vợ chồng đó đã có con. Có 975.245 đàn ông và phụ nữ đã kết hôn hoặc là chung sống ở Alberta. Có khoảng 8.170 cặp đôi đồng giới trong tỉnh, khoảng 4.300 cặp gồm hai nữ, và khoảng 3.900 cặp gồm hai nam. Tuy nhiên, số liệu cho thấy nhiều cặp đôi gồm hai nữ có con hơn là các cặp nam. Khoảng 1 4 các cặp nữ có con, trong khi khoảng 8% cặp đôi nam có con. Tỉnh Ontario bị thiếu hụt lượng mưa kéo dài 3 tháng và sẽ tiếp tục khô hạn. Họ nói rằng cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia, nhưng nó không áp dụng cho miền nam Ontario vào lúc này. Lượng mưa hiện đang thiếu hụt trong khu vực, với lượng mưa thấp hơn bình thường kể từ tháng 4. Trên thực tế thì tháng 3 là tháng cuối cùng tỉnh Ontario có lượng mưa trên mức bình thường. Tháng 4, tháng 5 và tháng 6 có lượng mưa dưới mức bình thường, với lượng mưa ở mức lần lượt là 73%, 63% và 56% của mức trung bình. Kể từ ngày 12 tháng 7, tỉnh chỉ có 11% của lượng mưa bình thường và chỉ còn 2,5 tuần trong tháng 7. Cơ quan khí tượng cho biết, nhìn về phía trước, xu hướng dài hạn cho thấy chúng ta sẽ tiếp tục mô hình khô hạn đó trong suốt hầu hết tháng 7, nhưng nếu so với lượng mưa đã nhận được trong những tháng gần đây thì lượng mưa gần với mức bình thường. Nhà khí tượng học tại The Weather Network cho biết, một điều cần nhớ là hầu hết lượng mưa vào mùa hè đều xuất phát từ dông bão, có thể khá cô lập, vì vậy một số khu vực sẽ ẩm ướt hơn hoặc là khô hơn những khu vực khác. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tình trạng Covid-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 14 tháng 7, Canada báo cáo có thêm 15.343 ca nhiễm mới trong ngày. Tổng số ca Covid-19 của Canada nâng lên mức 4.005.582, hiện có 384.366 ca còn bệnh. Có thêm 1.290 ca tử vong được báo cáo trong ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 43.544 người. Cho đến nay thì 86,5% người dân từ 5 tuổi trở lên đã tiêm đầy đủ hai liều. Hơn 49,1% dân số, tức là trên 18,8 triệu người đã nhận được mũi tiêm thứ ba. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo 10.076 ca bệnh mới và 1.226 ca tử vong trong 7 ngày qua. Tỉnh Quebec thì báo cáo 2.457 ca bệnh mới trong ngày và thêm 18 ca tử vong. Tỉnh BC trong 7 ngày qua tổng số 973 ca nhiễm mới và 35 ca tử vong. Manitoba, từ ngày 3 tháng 7 tới ngày 9 tháng 7, các cơ quan y tế đã công bố 229 ca nhiễm mới và 6 trường hợp tử vong. Nova Scotia trong 7 ngày qua ghi nhận 1.562 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong. Yukon có 12 ca nhiễm mới. Các tỉnh còn lại chưa đưa ra cập nhật con số COVID-19. Tiếp theo trong bản tin sẽ là một số câu chuyện trên thế giới. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ comment và chia sẻ, share video để giúp phổ biến thông tin đến nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trong phần tin thế giới hôm nay, Nga tấn công bằng tên lửa khiến 23 người Ukraine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. 45 quốc gia cam kết hợp tác chứng minh tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine. Mỹ và Israel ký cam kết chung từ chối vũ khí hạt nhân của Iran. Thủ tướng Ý thông báo từ chức. Khối châu Âu cắt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực đồng Euro, điều chỉnh triển vọng lạm phát. Cháy rừng hoành hành từ Bồ Đào Nha đến Croatia. Người vợ đầu tiên của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump qua đời ở tuổi 73 tàu lượn siêu tốc ở Đan Mạch gặp trục trặc khiến một bé gái 14 tuổi đã tử vong. Du khách đã sống sót trên biển suốt 18 giờ bằng cách bám vào một quả banh nhỏ ngoài khơi Hy Lạp. Ông Bill Gates quyên góp 20 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn cái mà ông gọi là đau khổ đáng kể. Hàng ngàn chuyến bay nội địa Việt Nam bị hoãn, quan chức hàng không đổ lỗi cho kỹ năng của phi công. Và trong phần tin chi tiết sẽ có thêm một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến cho 23 người Ukraine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Các nhà chức trách Ukraine cho biết tên lửa của Nga đã tấn công vào một thành phố ở miền trung của Ukraine hôm thứ Năm khiến cho ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Tổng thống Ukraine đã cáo buộc Nga cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường ở các địa điểm không có giá trị quân sự. Các quan chức cho biết tên lửa hành trình Caliber phóng từ tàu ngầm Nga ở Biển Đen đã tấn công vào các tòa nhà ở Venezia, một thành phố cách thủ đô Kiev 268 km về phía Tây Nam. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hai trong số bốn tên lửa mà Nga phóng tới khu vực này. Cảnh sát trưởng quốc gia Ukraine cho biết cho đến nay chỉ có 6 thi thể được xác định danh tính, trong đó có 3 trẻ em. 39 người khác vẫn đang mất tích. Trong số 66 người nhập viện thì có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch và có đến 34 người bị thương nặng. Cùng với việc bắn trúng vào các tòa nhà gây ra nhiều tổn hại, tên lửa của Nga còn đốt cháy 50 chiếc xe hơi trong một bãi đậu xe. Thống đốc của vùng Venezia cho biết 36 tòa nhà chung cư đã bị hư hại và cư dân đã được di tản trong khi một đường dây nóng 24 giờ đã được thiết lập để cung cấp thông tin về những người bị thương hoặc là mất tích. Thống đốc tại đây cho biết ngày 14 tháng 7 sẽ được tuyên bố là một ngày quốc tàng. Đại sứ quán tại Kiev ban hành một cảnh báo an ninh vào cuối ngày thứ Năm kêu gọi tất cả công dân Mỹ còn lại ở Ukraine hãy rời đi ngay lập tức. Venetia là một trong những thành phố lớn nhất của Ukraine với dân số trước chiến tranh là 370.000 người. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin hôm thứ Năm đã ký một lệnh cấm tất cả các công ty Nga phổ biến thông tin xuất bản trên Internet hoặc là trên phương tiện truyền thông bất kỳ thông tin nào về các giao dịch được thực hiện hoặc là được lên kế hoạch bởi các cá nhân hoặc là pháp nhân Nga đang tham gia hoạt động kinh tế nước ngoài các cá nhân Nga vi phạm luật có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế. 45 quốc gia cam kết hợp tác để chứng minh tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine. Mỹ, Canada và hơn 40 quốc gia khác tại hội nghị ở La một trụ sở tòa án hình sự quốc tế ICC đã ký một tuyên bố chính trị để cùng điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraine. Các biện pháp mà 45 quốc gia này sẽ thực hiện bao gồm thành lập một nhóm bảo trợ để tránh trùng lập khi điều tra các tội ác chiến tranh và đào tạo các công tố viên Ukraine và mở rộng số lượng đội pháp y hoạt động ở Ukraine. Bên cạnh đó, 45 nước cũng cam kết sẽ hỗ trợ 20 triệu euro cho ICC cũng như văn phòng tổng công tố ở Ukraine và các nỗ lực hỗ trợ của Liên Hợp Quốc Ngoài những cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và cố tình nhắm vào dân thường kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến mà Moscow đã nhiều lần phủ nhận cuộc chiến tranh này. Các báo cáo cho thấy người Ukraine cũng đã ngược đại tù nhân Nga mặc dù phần lớn các cáo buộc được các cơ quan Liên Hợp Quốc ghi nhận là về những hành động tàn bạo do quân xâm lược Nga và những người được ủy nhiệm của họ gây ra. Các quan chức cho biết, với khoảng 23.000 cuộc điều tra tội phạm chiến tranh hiện nay đang được mở, thì bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga cần phải đáng tin cậy và có tổ chức. Mỹ và Israel ký cam kết chung để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden và Thủ tướng Israel ông Yair Lapid ký một cam kết chung hôm thứ Năm ngày 14 tháng 7 về việc ngăn chặn Israel làm ra vũ khí hạt nhân, Động thái này cũng thể hiện sự thống nhất của hai nước đồng minh từng có một thời gian dài bị chia rẽ về biện pháp ngoại giao với Tehran. Cam kết này là một phần của tuyên bố Jerusalem chốt lại chuyến thăm đầu tiên của ông biden tới israel trên cương vị tổng thống được ký kết một ngày sau khi ông nói với một đài truyền hình địa phương rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực là phương sách cuối cùng để chống lại iran một động thái rõ ràng là theo hướng ủng hộ lời kêu gọi của israel là các cường quốc trên thế giới phải có sự đe dọa quân sự nghiêm túc chúng tôi sẽ không cho phép iran sở hữu vũ khí hạt nhân ông biden nói trong một cuộc họp báo sau khi ký tuyên bố trong nhiều năm qua, Washington và Israel đã đưa ra những lời tuyên bố riêng lẻ về khả năng sẽ xảy ra chiến tranh phủ đầu với Iran, trong khi Iran thì luôn phủ nhận họ tìm cách để sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố hôm 14 tháng 7 đã khẳng định Mỹ ủng hộ Israel là một nước đang chiếm ưu thế quân sự trong khu vực và có khả năng tự vệ hoàn toàn. Vẫn theo nội dung của văn bản tuyên bố, thì Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Điều bất di bất dịch trong cam kết này là không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia của mình để bảo đảm kết quả đó. Ông Lapid của Israel cho rằng cam kết này là một cách thức ngăn chặn xung đột vô tiền khoáng hậu. Cách duy nhất để ngăn chặn một nước Iran có vũ khí hạt nhân là Iran phải biết rằng thế giới tự do sẽ sử dụng vũ lực. Ông nói sau lễ ký kết. Phát biểu cùng với ông Lapert, ông Biden đã mô tả việc ngăn chặn một nước Iran có vũ khí hạt nhân là một lợi ích an ninh quan trọng đối với Israel và Hoa Kỳ, cũng như đối với phần còn lại của thế giới. Tehran chưa đưa ra bình luận gì ngay lập tức. Mỹ ra hiệu Tổng thống Joe Biden sẽ tránh bắt tay trong chuyến công du đến Trung Đông. Khi Tổng thống Joe Biden bắt đầu chuyến thăm Trung Đông đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ Nhà Trắng đã phát đi tín hiệu rằng ông sẽ tránh bắt tay với các chức sắc và người đồng cấp để giảm rủi ro tiếp xúc với Covid-19. Các hướng dẫn mới được đưa ra trước cuộc gặp rất được mong đợi giữa Tổng thống Biden và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Cuối tuần này, ông Biden sẽ bay đến Ả Rập Xê Út, nơi ông dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo khu vực tại thành phố Jeddah trên Biển Đỏ. Nhà Trắng đã xác nhận rằng ông cũng sẽ gặp ông Bin Salman. Chính quyền ông Biden cho biết, họ sẽ thúc đẩy bình thường hóa giữa Israel và các nước Ả Rập, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, trong chuyến thăm của tổng thống tới Trung Đông. Thủ tướng Ý đã thông báo từ chức. Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết ông sẽ từ chức sau khi phong trào năm sao M5S, một đảng chủ chốt trong liên minh rộng rãi của ông, đã bỏ qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị có thể mở đường cho các cuộc bầu cử sớm. Phong trào M5S do cựu thủ tướng Giuseppe Conte đứng đầu đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu về dự luật chi phí sinh hoạt trị giá 26 tỷ euro, cho rằng các quỹ dành ra để giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lạm phát và chi phí năng lượng tăng là không đủ. Cuộc bỏ phiếu về dự luật chi phí sinh hoạt gây ra tranh cãi đã được thông qua tại Thượng viện. Nhưng ông Draghi nói rằng Hiệp ước tín nhiệm cơ bản của chính phủ đã thất bại. Tổng thống Ý là Sergio Mattarella đã bác bỏ đơn từ chức của ông Draghi vào tối thứ năm, yêu cầu ông Draghi phải trình bày trước quốc hội để cố gắng có được bức tranh rõ ràng hơn về tình hình chính trị. Thủ tướng Draghi đã được bổ nhiệm đứng đầu một chính phủ đoàn kết vào tháng 2 năm 2021, với mục tiêu chính của ông là dẫn dắt Ý thoát khỏi đại dịch coronavirus và phục hồi nền kinh tế của nước này. Sự sụp đổ của chính phủ có thể thúc đẩy các cuộc bầu cử sớm, dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu. Khối châu Âu cắt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực đồng euro, điều chỉnh triển vọng làm phát. Ủy ban châu Âu đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong khu vực đồng euro cho năm nay và năm tới, và điều chỉnh tăng ước tính làm phát, chủ yếu do tác động của cuộc chiến ở Ukraine. Trong dự báo hàng quý của mình, Brussels đã xác nhận triển vọng ảm đạm hơn mà họ đã thảo luận với các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro vào thứ hai. Giám đốc điều hành khối châu Âu hiện dự đoán tăng trưởng là 2,6% trong năm nay đối với khối tiền tệ 19 quốc gia, thấp hơn một chút so với mức 2,7% mà khối này đã dự báo vào tháng 5. Nhưng vào năm tới, khi tác động của cuộc chiến Ukraine và giá năng lượng cao hơn, có thể được cảm nhận một cách sâu sắc hơn Tăng trưởng hiện được dự báo là 1,4% thay vì 2,3% được ước tính trước đó. Đối với liên minh châu Âu 27 quốc gia rộng lớn hơn, dự báo tăng trưởng không đổi ở mức 2,7% trong năm nay, nhưng đã được điều chỉnh từ 2,3% xuống còn 1,5% vào năm 2023. Trong một thay đổi lớn, ủy ban cũng nâng ước tính lạm phát của khu vực đồng euro mà năm nay dự kiến sẽ đạt đỉnh ở mức 7,6% trước khi giảm xuống 4% vào năm 2023. Brussels cảnh báo lạm phát có thể tăng cao hơn nữa nếu giá khí đốt tăng cao do Nga cắt nguồn cung. Điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng trưởng tiếp tục đi xuống. Ủy ban cho biết rủi ro đối với triển vọng từ sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 cũng không thể bị loại trừ. Bất chấp những rủi ro cao này, Ủy ban nhấn mạnh rằng khu vực đồng euro sẽ không rơi vào suy thoái và dự báo cũng có thể được cải thiện nếu sự sụt giảm gần đây của giá dầu và hàng hóa tiếp tục. Nhờ thị trường lao động mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp thấp, Ủy ban cho biết tiêu dùng tư nhân có thể chứng minh khả năng chống tăng giá tốt hơn nếu các hộ gia đình sử dụng nhiều hơn khoản tiết kiệm tích lũy của họ. Đức, nền kinh tế lớn nhất của khối châu Âu, đã tăng trưởng chậm lại còn 1,4% trong năm nay và 1,3% vào năm 2023 thấp hơn mức đã dự báo vào tháng 5. Pháp dự kiến sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm nay thay vì 3,1%. Trong năm tới thì tăng trưởng ước tính sẽ tiếp tục chậm lại ở mức 1,4%. Trong số 3 nền kinh tế lớn nhất của khối, Ý là nền kinh tế duy nhất được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm nay cao hơn dự báo trước đó. Nó hiện đã tăng 2,9% thay vì 2,4% được ước tính vào tháng 5. Tuy nhiên, quốc gia này dự kiến sẽ trải qua một sự suy giảm rõ rệt trong năm tới, khi mức tăng trưởng được dự đoán ở mức 0,9%, thấp nhất trong khu vực đồng euro, và giảm so với mức dự báo trước đó là 1,9%. Khối châu Âu dự đoán việc Nga xâm lược Ukraine sẽ đẩy lạm phát lên mức cao kỷ lục. Hàn Quốc cho biết sẽ thảo luận về các cách tăng cường hợp tác với Mỹ về chip điện tử. Hôm thứ Năm, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thảo luận với Hoa Kỳ về cách thức để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chip. Văn phòng Tổng thống từ chối bình luận khi được hỏi tới liệu Hàn Quốc có tham gia liên minh chip do Mỹ dẫn đầu hay không. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc thông báo vào cuối tháng 8 liệu nước này có tham gia vào một liên minh chip do Mỹ dẫn đầu, được gọi là Chip 4, để đối phó với các vấn đề chuỗi cung ứng chất bán dẫn hay không. Hãng tình Yonhap đưa tin liên minh tương lai sẽ có sự tham gia của Hoa Kỳ, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Trong số 69 tỷ Mỹ Kim xuất khẩu chip bộ nhớ của Hàn Quốc vào năm 2021, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 48%. Trái rừng đang hoành hành từ Bồ Đào Nha đến Croatia. Khi phần lớn của châu Âu đang chìm trong đợt nắng nóng, với nhiệt độ trong khoảng dưới 40 độ C được ghi nhận ở một vài nơi. Đợt trái rừng đã khoanh hành ở khắp Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Croatia trong hôm thứ Năm, thiêu rụi nhà cửa và đe dọa sinh kế của nhiều người dân. Tại quận Liria, trung tâm của Bồ Đào Nha, những người cứu hỏa mệt mỏi đã chiến đấu để kiểm soát những ngọn lửa bị gió thổi mạnh. Cảnh quay từ khu vực này cho thấy khói đã làm đen cả một bầu trời và cuồn cuộn trên đường cao tốc trong khi ngọn lửa bốc cháy xung quanh các mái nhà ở một ngôi làng nhỏ. Trên khắp biên giới ở Tây Ban Nha, một đám cháy bắt đầu ở vùng Extremadura hôm thứ Ba đã quét vào tỉnh Salamanca trong khu vực Castile và Leon, buộc phải di tản 49 trẻ em khỏi trại hè vào thứ Năm. Hơn 4.000 ha đất đã bị bốc cháy. Dự kiến là đợt nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào cuối ngày thứ Năm với nhiệt độ có thể vượt quá 44 độ C ở nhiều vùng phía Nam của Tây Ban Nha. Tại bờ biển Adriatic của Croatia, các máy bay cứu hỏa đã lao xuống thấp để đổ nước lên những khu rừng đang cháy và quân đội đã được gọi tới để giúp đỡ các nhân viên cứu hỏa chiến đấu ngăn chặn ba vụ cháy rừng lớn xung quanh Zadar và Sepanek. Ở miền Tây Nam của nước Pháp, hơn 1.000 lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi 9 máy bay ném bom nước đang chiến đấu với hai trận cháy rừng bắt đầu vào ngày thứ ba. Đám cháy đã thiêu rụi 5.300 ha con số này đã tăng gấp đôi trong 24 giờ qua. Trong khi đó thì hàng ngàn người cũng đã phải di tản khỏi các ngôi nhà ở trên bán đảo Dhaka, Tây Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khoa học cũng đã đổ lỗi cho biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến gia tăng tần suất thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng cũng đã tấn công vào các khu vực của Trung Quốc và Mỹ trong những ngày gần đây. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Năm đưa tin, số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới đã tăng tuần thứ Năm liên tiếp, trong khi số ca tử vong vẫn tương đối ổn định. Trong đánh giá hàng tuần của Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc về đại dịch COVID-19, WHO cho biết đã có 5,7 triệu ca nhiễm mới được xác nhận vào tuần trước, đánh dấu mức tăng 6%, có 9.800 trường hợp tử vong gần tương đương với con số của tuần trước. Đầu tuần này, tổng giám đốc của WHO, ông Tedros cho biết, đại dịch vẫn đủ tiêu chuẩn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu và ông lo ngại về sự gia tăng đột biến gần đây. Trong hai tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo cho WHO đã tăng 30%. Phần lớn là do họ hàng của Omicron truyền nhiễm cực kỳ nhanh, đó là BA.4 và BA.5. Hai biến thể phụ của Omicron này đã cho thấy khả năng tái nhiễm đáng lo ngại đối với những người đã được tiêm chủng trước đó hoặc là những người đã khỏi bệnh COVID-19. Theo WHO, số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh nhất được thấy ở Tây, Thái Bình Dương và Trung Đông, nơi chúng tăng hơn 1 phần tư. Tử vong tăng vọt 78% ở Trung Đông và 23% ở Đông Nam Á, trong khi giảm ở những nơi khác hoặc là vẫn ổn định. Tại Hoa Kỳ, các biến thể Omicron mới đã đẩy số ca nhập viện và tử vong trong những tuần gần đây khiến một số thành phố và tiểu bang phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận của họ. Nhóm phản ứng của Nhà Trắng cũng đã kêu gọi tất cả những người từ 50 tuổi trở lên hãy nhanh chóng tiêm mũi tiêm tăng cường nếu họ chưa tiêm trong năm nay và khuyên mọi người không nên chờ đợi chủng biến thể mới tiếp theo dự kiến vào mùa thu. Người vợ đầu tiên của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump qua đời ở tuổi 73. Bà Ivana Trump, một nữ doanh nhân và người mẫu gốc xác Người vợ đầu tiên của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã qua đời ở tuổi 73. Cựu tổng thống Donald Trump cho biết bà Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York. Nguyên nhân cái chết của bà đã không được công bố ngay lập tức. Bà Ivana Trump đã kết hôn với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm 1977 đến năm 1992 và họ có với nhau ba người con là Donald Jr Trump, Ivanka Trump và Eric Trump. Cặp đôi đã đi đến quyết định ly hôn do cựu tổng thống Donald Trump đã ngoại tình với người mẫu Mala Maples, người vợ thứ hai của ông trong cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1993 đến năm 1999, theo Forbes đưa tin. Tàu lượng siêu tốc ở Đan Mạch gặp trục trặc khiến bé gái 14 tuổi đã tử vong. Một bé gái 14 tuổi đã tử vong sau khi tàu lượng siêu tốc tại một công viên giải trí ở Đan Mạch gặp trục trặc khiến hai chiếc ghế sau của tòa lượng bị trật bánh. Vụ tai nạn xảy ra tại công viên giải trí Tivoli Freehaden ở Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch. Cảnh sát vùng East Jutland cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 12 giờ 50 trưa thứ năm về vụ tai nạn trên tàu lượng siêu tốc và mọi người đang bị mắc kẹt bên trong toa tàu lượng. Có hai người đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài cái chết của bé gái 14 tuổi, một bé trai 13 tuổi cũng bị thương ở tay trong vụ tai nạn. Theo trang web của công viên giải trí Tivoli Freehaden, tàu lượng siêu tốc dài 400 m cao 25 m và các toa tàu có tốc độ tối đa là 70 km một giờ. Du khách đã sống sót trên biển suốt 18 giờ bằng cách bám vào một quả banh nhỏ ngoài khơi Hy Lạp. Một du khách đến nghỉ dưỡng tại một thị trấn ở Hy Lạp đã sống sót sau 18 giờ trên biển nhờ bám vào một trái banh bóng đá đã bị xì hơi một nửa. Truyền thông địa phương đưa tin, người khách du lịch 30 tuổi tên là Ivan đang tận hưởng khoảng thời gian tại bãi biển ở Cassandra, Hy Lạp thì một dòng nước mạnh đã cuốn anh ta ra biển. Khi thấy Ivan đang bị trôi dạt ra biển, bạn bè của anh đã cố gắng báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển nhưng đã quá muộn, họ không thể tìm thấy anh ta. May mắn cho Ivan, anh đã được cứu sống khi phát hiện một trái banh bóng đá nhỏ đang trôi về phía mình. Ivan đã bám vào trái banh và dành 18 giờ lên đên trên biển trước khi lực lượng cứu hộ kéo anh ấy lên khỏi mặt nước vào chủ nhật. Điều đáng ngạc nhiên là trái banh bóng đá mà Ivan đã sử dụng để tồn tại lại được bắt nguồn từ hai trẻ em người Hy Lạp. Hai đứa trẻ này đã chơi với trái banh 10 ngày trước đó trên đảo Lemnos của Hy Lạp. Hai đứa trẻ này đã làm mất trái banh khi nó rơi xuống biển và bị thủy triều cuốn đi. Điều tuyệt vời hơn nữa là trái banh đã lên đên trên biển gần 130 km trong thời gian đó, trước khi nó bắt gặp một Ivan đang tuyệt vọng. Ivan sau đó đã được phát hiện bởi một máy bay trực thăng của không quân Hy Lạp đang tìm kiếm Ivan và một người bạn khác của anh, người hiện vẫn đang mất tích. Tỷ phú Bill Gates với những lo ngại về những đau khổ đáng kể gây ra bởi những thất bại toàn cầu, bao gồm cả đại dịch Covid-19, hôm thứ tư đã tuyên bố rằng ông sẽ quyên góp 20 tỷ đô la Mỹ cho quỹ của mình để có thể tăng chi tiêu hàng năm. Khoản quyên góp kết hợp với món quà 3,1 tỷ đô la của CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett hồi tháng trước mang lại cho quỹ Bill and Melinda Gates khoảng 70 tỷ đô la, trở thành một trong những quỹ lớn nhất thế giới trong một bài luận trên trang web của quỹ. Ông Bill Gates cho biết, ông hy vọng những người khác ở vị trí giàu có và đặc quyền cũng sẽ tăng quyên góp trong thời điểm này. Quỹ The Gates Foundation có kế hoạch tăng ngân sách hàng năm lên 50% so với mức trước đại dịch, lên khoảng 9 tỷ đô la vào năm 2026. Quỹ hy vọng việc tăng chi tiêu sẽ cải thiện giáo dục, giảm nghèo và phục hồi tiến bộ toàn cầu, Hướng tới chấm dứt dịch bệnh, có thể phòng ngừa và đạt được bình đẳng giới mà đã bị tạm dừng trong những năm gần đây. Theo chương trình phát triển Liên hợp quốc, 71 triệu người đã bị đẩy vào cảnh đói nghèo kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, chủ yếu do giá lương thực và năng lượng tăng mạnh. Các hộ gia đình ở Balkans, khu vực biển Caspi và châu Phi cận Sahara đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc báo cáo rằng Số người đói trầm trọng hiện là 345 triệu người, tăng 25% kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Đồng chủ tịch bà Melinda French Gates cho biết, quỹ Gates đầu tư rất nhiều vào việc kết nối các tiến bộ nông nghiệp với các quốc gia phù hợp, cung cấp hạt giống ngô chịu hạn hoặc là gạo chịu lũ cho những khu vực có thể sử dụng chúng nhiều nhất. Trong bài luận của mình, ông Bill Gates đã viết rằng sự phân cực ở hoa kỳ khiến việc chống chọi với các cuộc khủng hoảng toàn cầu trở nên khó khăn hơn mặc dù đạt được bình đẳng giới từ lâu đã là một trong những lĩnh vực đầu tư chính của quỹ nhưng trong bài luận của mình ông bill gates đã chỉ ra việc tòa án tối cao lật ngược phán quyết lệnh cho phép phát thai được coi là một bước lùi lớn đối với bình đẳng giới vì sức khỏe phụ nữ và vì sự tiến bộ chung của con người Hàng ngàn chuyến bay nội địa Việt Nam bị hoãn, quan chức hàng không đổ lỗi cho kỹ năng của phi công. Các nhà chức trách hàng không cho biết, các phi công Việt Nam đã chiếm đường băng lâu hơn mức cần thiết trong khi máy bay không đổ theo thứ tự, gây ra hàng ngàn chuyến bay bị hoãn vào tháng 6. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hơn 5.600 chuyến bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác đã bị hoãn trong tháng trước, chiếm 18,2% tổng số chuyến bay do 6 hãng hàng không khai thác trên cả nước hãng hàng không giá rẻ Vietjet Airlines có tỷ lệ chuyến bay bị hoãn cao nhất trong ngành với 24%, tiếp theo là Vietnam Airlines với 20,1%. Trong hầu hết các trường hợp, các chuyến bay đã bị hoãn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Theo trưởng ban không lưu của Cục Hàng không khu vực miền Nam cho rằng, vấn đề chuyến bay bị hoãn tại Tân Sơn Nhất là do kỹ năng của phi công. Khi máy bay cất cánh, kiểm soát viên không lưu đã tiết kiệm từng dây cho phi công xong phải 10 đến 15 giây mới thấy máy bay khởi hành. Rõ ràng là phi công cũng chưa có ý thức tiết kiệm thời gian, theo quan chức này cho biết. Để khắc phục tình trạng chuyến bay bị hoãn, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn và nội bài Hà Nội, phi công cần phải bảo đảm rời đường băng trong vòng 60 giây sau khi hạ cánh và thời gian cất cánh là trong vòng 30 giây. Trong 6 tháng đầu năm, lượng hành khách lưu thông qua các sân bay nội địa đã đạt 40,7 triệu lượt, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì khách quốc tế đã đạt 1,8 triệu người, tăng 904%. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch, một Canada bằng 0,7612 đô la Mỹ và bằng 0,7606 đồng euro. 1 Canada thì bằng 17.765 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ bằng 23.291 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 96,66 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô Brent là 99,10 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1.711,70 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel hôm nay. Rất mong quý vị ủng hộ bằng cách nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.